Cách để ngăn các loài động vật vào vườn rau. Sở thích trồng và chăm sóc vườn rau đem lại cho bạn cảm giác khoan khoái và các thức ăn tươi ngon. Không may là nhiều loại vật hoang dã cũng rất thèm muốn hưởng thụ công sức khó nhọc của bạn. Nhiệm vụ ngăn chặn các con vật vào vườn rau thường không dễ dàng chút nào vì chúng có thể rất lì lợm. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều phương pháp để các loài động vật không xâm nhập vào vườn, giúp bạn bảo vệ và tận hưởng thành quả của mình. Phương pháp 1. Ngăn chặn lối vào vườn. 1. Làm hàng rào xung quanh vườn. Dựng hàng rào là một cách hiệu quả để ngăn chặn các loài thú hoang dã. Bạn có thể chọn nhiều loại hàng rào bao bọc quanh vườn để làm tường chắn giữa các con vật và vườn rau. Hàng rào rất hiệu quả nhưng có thể khá tốn kém và đòi hỏi nhiều công sức lắp đặt. Bạn hãy ghi nhớ những điều cơ bản dưới đây về các loại hàng rào khi chọn một loại cho khu vườn của mình. Nhiều loại hàng rào đòi hỏi phải đóng cọc trước khi rào xung quanh cọc. Phần lớn hàng rào được dựng xung quanh toàn bộ khu vườn. Vật liệu và kiểu cách cụ thể của hàng rào là tùy ý thích của bạn. Bạn có thể sử dụng gỗ, kim loại hoặc vật liệu nhựa như polypropylene để làm hàng rào. Một số loại hàng rào điện tử sẽ khiến các con vật xâm nhập bị điện giật khi chạm phải. Hàng rào cần được chôn sâu khoảng 30cm dưới mặt đất để ngăn các con thú đào bới. 2. Làm vườn nâng. Trồng rau trong các luống đất được nâng cao có thể là một cách tuyệt vời để ngăn ngừa cỏ dại, giúp cho việc chăm sóc vườn dễ dàng hơn một chút và phòng chống các loại vật hại vườn phổ biến. Phần lớn các loại vườn nâng được thiết kế đơn giản và dễ thực hiện, giúp bạn tạo ra môi trường chống các loài gây hại cho cây cối. Vật liệu làm vườn nâng có thể là ván gỗ, đá, gạch hoặc các khối bê tông. Vườn nâng đặt cách mặt đất tối thiểu 60cm sẽ ngăn chặn được thỏ. Một lớp lưới lót dưới đáy vườn nâng có thể chống những con vật thích đào bới. Bạn vẫn có thể rào chắn xung quanh vườn nâng để thêm chắc chắn. 3. Che chắn cho cây. Nếu lo những cây nào đó trong vườn bị phá hoại, bạn có thể quây rào xung quanh hoặc che chắn cho cây. Cách này sẽ ngăn chặn được hầu như mọi con vật đang tìm cách xâm nhập. Bạn có thể tự làm lấy hoặc mua rào quây ở các cửa hàng bán đồ làm vườn. Một hàng rào lưới thép mỏng quây xung quanh cây là đủ ngăn chặn hầu hết các loài vật phá hoại. Bạn có thể mua lưới phủ vườn để che chắn cho cây khỏi bị các con thú ăn mất. Lưới chống hươu nai và chim chóc có thể dùng để che chắn cho cây con. Phương pháp 2. Xua đuổi các con vật khỏi vườn. 1. Xịt chất xua đuổi xung quanh vườn. Hầu hết các con vật lẻn vào vườn rau của bạn là vì chúng đánh hơi thấy mùi rau và háo hức tìm bữa ăn miễn phí. Các mùi hương cũng có thể được dùng để xua đuổi các loài vật bằng cách gửi tín hiệu rằng khu vườn của bạn không phải là nơi an toàn để chúng đến kiếm ăn hoặc tạo ra các mùi khó chịu đối với chúng. Bạn hãy cân nhắc hai phương pháp phổ biến sau đây và chọn lấy một. Mua sản phẩm xua đuổi có mùi hương giống như mùi nước tiểu của loài thú săn mồi. Các mùi hương này sẽ khiến cho khu vườn của bạn có vẻ nguy hiểm với các loài động vật. Có lẽ bạn cần biết loài vật nào hay vào vườn trước khi chọn mùi của loài thú săn mồi khiến chúng sợ. Bạn có thể dùng gia vị hoặc dung dịch xua đuổi động vật xịt xung quanh vườn. Các dung dịch này sẽ khiến các con vật không chịu được mùi hoặc làm cho vườn rau có mùi vị khó chịu, buộc chúng phải đi nơi khác tìm thức ăn. Chai xịt xua đuổi động vật có bán ở hầu hết các cửa hàng gia dụng hoặc cửa hàng làm vườn. Bạn có thể thử tìm kiếm công thức pha chế chất xua đuổi động vật và tự làm. Nhiều loại sản phẩm cần xịt lại nhiều lần vì sẽ bị trôi đi khi trời mưa hoặc ẩm ướt. 2. Trồng các loại cây khiến các con vật cảm thấy ghê sợ khi định vào vườn. Nếu biết loài vật nào thường xuyên vào vườn, bạn có thể thử trồng các loài cây đáng sợ đối với chúng. Những cây này sẽ khiến các loài vật phá hoại tránh xa vườn và giúp bạn bảo vệ rau. Bạn có thể nghiên cứu một số loài cây được cho là tác dụng xua đuổi động vật như sau. Đỗ quyên, hoàng dương, hoắc hương tai cừu, mẫu đơn và cúc vạn thọ là các loài cây mà thỏ không ưa. Hoa tigon, thủy tuyên hoa vàng, bài hương và thảo bản hoa vàng là các loài cây có khả năng xua đuổi hươu nai. Bạn có thể thử trồng xen kẽ nhiều loại cây trên để cho mọi thứ trong vườn trở thành kém hấp dẫn với các loài vật quanh đó. Trồng các loại cây này xung quanh vườn làm rào chắn để xua đuổi động vật gây hại. 3. Dọa cho những con vật không được hoan nghênh này phải bỏ đi. Cho dù khu vườn của bạn có yên tĩnh thì các loài vật lẻn vào vườn vẫn luôn cảnh giác với các mối nguy hiểm. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các phương tiện có thể khiến cho bất cứ con vật nào toan gặp nhấm rau cũng phải giật mình bỏ chạy. Bạn hãy xem xét một số ý tưởng sau đây để dọa những vị khách không mời mà đến này. Những con bù nhìn hiện đại có gắn thiết bị cảm ứng chuyển động và xịt nước vào bất cứ con vật hoang dã nào xâm nhập. Một chú chó nuôi ngoài vườn có thể khiến nhiều loài vật tránh xa. Một số thiết bị xua đuổi sử dụng ánh sáng lấp lánh và các vật liệu phản chiếu để đuổi chim.
Bạn có thể mua các thiết bị xua đuổi động vật có âm thanh báo động hoặc phát ra tiếng động đáng sợ khi phát hiện sự chuyển động. 4. Nuôi mèo để xua đuổi các con vật nhỏ. Mèo có bản năng săn mồi tự nhiên và có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đuổi những loài vật nhỏ ra khỏi vườn rau. Ngoài hành động săn đuổi, sự hiện diện của mèo cũng có thể khiến các động vật gây hại không dám bén mảng đến. Vì vậy, nếu có nuôi mèo, bạn hãy cho mèo vào vườn để giảm số lượng các con vật vào vườn phá rau. Nhớ tiêm phòng đầy đủ cho mèo vì nhiều động vật hoang dã có mang các mầm bệnh. Luôn theo dõi mèo để đảm bảo chúng được khỏe mạnh và an toàn khi ra ngoài trời. 5. Trồng các cây rau làm mồi hy sinh ở gần khu vườn của bạn. Tuy rằng nghe có vẻ ngược đời, nhưng việc trồng thêm những loài cây mà các con vật ưa thích ở bên ngoài là một cách rất hay để chúng không vào vườn. Khi đã biết loài vật nào đang gây phiền toái, bạn có thể trồng loại cây khoái khẩu của chúng cách xa vườn để chúng ăn và tha cho những cây rau trong vườn nhà bạn. Đảm bảo những cây thu hút động vật phải ở cách xa vườn. Khi các con vật đã dễ dàng tìm được thức ăn yêu thích, nhiều khả năng chúng sẽ không cố tìm cách để vào vườn nữa. Thử trồng thêm rau ở những khu vực mà các loài vật dễ tiếp cận để giữ chân chúng ở đó mà không tìm đến những cây rau mà bạn trồng để ăn. 6. Điều chỉnh quang cảnh khu vườn để các loài động vật cảm thấy không hấp dẫn. Một số khung cảnh và môi trường khiến cho các con vật ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Cách bài trí sân vườn của bạn có khi lại thu hút các loài động vật. Việc sắp xếp lại cảnh quan có thể là một cách đơn giản để khiến các con vật khó chịu và tránh xa. Bạn hãy ghi nhớ một số lời khuyên sau đây khi bài trí sân vườn để xua đuổi những kẻ toan đột nhập. Tránh để cỏ dại mọc tràn lan hoặc cây cối rậm rạp che phủ vì hầu hết các loài vật đều thích ẩn nấp trong các tán lá. Loại bỏ các đống củi ở gần vườn, tỉa bớt hoặc di rời các bụi cây xung quanh vườn. Phương pháp 3. Đối phó với những loài động vật phá hoại vườn phổ biến. 1. Tìm xem loài vật nào đang gây phiền toái. Trước khi có thể xua đuổi những con vật đang phá rối trong vườn, bạn cần biết mình phải đối phó với loài vật nào. Các kiến thức về loài vật sẽ giúp bạn tìm ra các chiến thuật nhằm vào đặc tính của loài vật đó. Bạn càng nhắm đúng vào những thứ mà con vật thích và không thích thì cơ hội giữ an toàn cho vườn rau càng cao. Bạn hãy tìm hiểu một số động vật thường hay phá hoại vườn tược sau đây để đoán xem bạn đang cần xử lý loài nào. Thỏ, chuột đồng, chuột nhắt, chuột chũi, gấu mèo, chuột cống, chồn hôi, hươu, chim, ốc sên và sên trần. 2. Gây khó khăn cho thỏ khi chúng muốn vào vườn. Thỏ rất thích tìm cách vào vườn nhà bạn và sẽ ăn sạch mọi thứ bạn trồng. Thỏ có thể là loài vật gây hại. Vì vậy, bạn cần làm sao cho chúng tránh xa vườn và khiến khu vườn của bạn không hấp dẫn đối với chúng. Hãy nhớ vài mẹo sau để ngăn lũ thỏ ăn rau trong vườn. Hàng rào quanh vườn cần phải cao tối thiểu 90cm. Hàng rào phải cắm sâu dưới mặt đất tối thiểu 30cm để chống thỏ đào bới. Thỏ thường khó với tới vườn nâng. Thử trồng các loại cây làm rào chắn như đỗ quyên hoặc hoàng dương để đuổi thỏ. Phát quang các bụi rậm, dọn dẹp các đống gỗ hoặc gạch đá để loại bỏ những chỗ trú ẩn mà thỏ yêu thích. Hỏi các cơ quan chức năng về các quy định đánh bẫy nếu vấn đề này kéo dài dai dẳng. 3. Phòng chống hươu vào vườn. Hươu nai là loài vật phá hoại vườn phổ biến và có thể gây ra vấn đề lớn. Để ngăn chặn hươu vào vườn, bạn nên làm cho vườn nhà mình trở thành nơi không thân thiện đối với chúng. Thử dùng một số phương pháp ngăn chặn hươu nai vào vườn và bảo vệ cây cối như sau. Hàng rào chống hươu nai phải cao tối thiểu 2,5 mét. Hươu sẽ không nhảy qua hàng rào nếu chúng không tìm thấy nơi an toàn để đáp xuống. Bạn hãy thử dựng thêm một hàng rào nữa hoặc đóng các cọc hàng rào ở bên trong để ngăn chúng nhảy vào vườn. Nước tiểu của động vật săn mồi xịt quanh vườn có thể khiến hươu nai sợ và tránh xa. Đuổi hươu ra khỏi vườn bằng thiết bị kích hoạt bằng chuyển động là một lựa chọn tốt. Chó được thả ngoài trời có thể đuổi hươu nai ra khỏi vườn. Hương thảo, tỏi và oregano có thể trồng làm cây rào chắn hiệu quả. 4. Ngăn chim chóc bay vào vườn. Chim chóc có thể gây phiền toái trong vườn và chúng thường chọn rau quả ngon nhất để ăn. Bạn có thể ngăn chim vào vườn bằng nhiều cách, trong đó bao gồm treo các quả bóng sáng loáng trên các cọc xung quanh vườn. Tốt hơn cả là dùng bóng vinin có in hình các khuôn mặt đáng sợ. Thử quây lưới thép mỏng xung quanh cây. Phủ lưới lên khu vườn là cách chắc chắn để ngăn chặn chim. Bạn có thể làm khung bằng các cọc tre, cọc hàng rào hoặc các cọc cao. Sau đó phủ lưới xung quanh khung đến khi chạm đất và cố định lưới bằng dây thép uốn để khỏi bị gió thổi bay. Bạn cũng có thể thử trăng dây câu cá hoặc chỉ đen khắp vườn. Chim không thích dây nên có thể sẽ không bay vào. Thử áp dụng công nghệ cao với hệ thống vi tính tạo hình chim cú và tiếng kêu của cú để đuổi chim. 5. Loại bỏ ốc sên và sên trần. Ốc sên và sên trần là một vài loại trong số các loài gây hại phổ biến nhất. Mặc dù có kích thước nhỏ bé và di chuyển chậm, loài vật này có thể ăn khối lượng thức ăn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể chúng chỉ trong một đêm. Bạn hãy thử dùng các phương pháp sau để kiểm soát ốc sên và sên trần trong vườn nhà. Một lớp rào chắn bằng đất tảo cát,
Một loại bột gồm các mảnh vụn sắc nhỏ li ti giúp diệt trừ sên là lựa chọn tốt nhất. Tránh sử dụng loại đất tảo cát chuyên dùng cho hồ bơi. Dùng bia để bẫy sên. Rót bia vào một hộp nông, chẳng hạn như hộp sữa chua, đến cách miệng hộp khoảng 2,5cm và chôn xuống ngang bằng mặt đất. Ốc sên và sên trần sẽ bị bia thu hút đến và chết đuối trong hộp. Bạn nên thay bia cách vài ngày một lần. Mua giải dây đồng chống ốc sên và sên trần. Đặt các giải đồng bề rộng 5-8cm xung quanh cây. Giải đồng khá đắt, vì vậy bạn nên để dành cho những cây quý giá. Mua bả diệt trừ ốc sên và sên trần hiệu Slug Go. Loại này không độc hại đối với người và động vật. Thử trồng cỏ ba lá đỏ xung quanh vườn để làm cây rau mồi. Bạn cũng có thể dùng tay bắt sên trần và ốc sên mỗi sáng và bỏ vào nước xà phòng để giết chết chúng. 6. Ngăn chặn chuột chũi. Nếu có chuột chũi trong vùng, bạn sẽ nhận thấy chúng gặm nhấm các cây con trong vườn rau vào đầu mùa xuân. Dựng hàng rào là cách tốt nhất để ngăn chặn loài vật này. Dựng hàng rào lưới thép mỏng kèm theo các rãnh dọc hàng rào. Nếu không muốn dựng hàng rào, bạn hãy thử che đậy cây con bằng lưới nhựa hoặc vải. 7. Đuổi chuột nhắt và chuột đồng. Chuột nhắt và chuột đồng có hình dạng giống nhau và gây tác hại như nhau cho vườn rau. Các loài vật này hoạt động quanh năm và ngốn hầu như tất cả các loại rau xanh mà chúng tìm được. Bạn hãy dùng các phương pháp sau đây để loại bỏ chuột nhắt và chuột đồng. Trộn đá bảng vào đất xung quanh cây trồng. Bạn cũng có thể dùng đất có chứa đá bảng để trồng cây. Để ngăn chuột đào củ, bạn hãy cho sỏi nghiền vào hố trồng cây. Thử bẫy chuột bằng yến mạch cán hoặc bơ lạc để tiêu diệt chuột, hoặc dùng bẫy chuột nhân đạo. Bạn cũng có thể mua bả vitamin D để giết chết chuột sau vài ngày chúng ăn phải. Dọn dẹp rơm rạ và lớp phủ xốp trong vườn để môi trường không còn thuận lợi cho loài vật này. Mua sản phẩm xua đuổi thú gặm nhấm có chứa ammoniac ở trung tâm làm vườn hoặc cửa hàng bán đồ gia dụng. Mèo rất giỏi bắt chuột nhắt và chuột đồng, đôi khi chỉ cần sự có mặt của mèo là cũng đủ để lũ chuột tránh xa.